cả nhà, once again chúng em hôm nay trở lại với chương trình Let's Kick It, dịch sang tiếng Việt Nam là đá nó. sau lưng của Eric là anh Mai Thi Thế and Danny Huy Lê. Ok, xin mời anh Thế có vài lời với viewers của chúng mình. Mai Thi Thế xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Let's Kick It Euro 2024 do Cinema Studio thực hiện. Lời đầu tiên Mai Thi Thế xin kính chào quý vị và luôn chúc quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng, luôn luôn sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Chào Eric Hiệp, chào Huy. Chào. Hello anh Thế. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn quý khán giả đã quay trở lại với chương trình Let's Kick It, lại tiếp thêm một cái ngày theo dõi Euro cùng với các anh em của Let's Kick It. Hy vọng quý vị đã có một ngày xem bóng đá rất là vui và lại dành chút xíu thời gian để xem thêm một cái chương trình nó có hương có hoa chút xíu để trong cái cộng đồng Orange County của mình cho một buổi tối rất là bình yên và thư giãn. Xin chào anh Thế một lần nữa và cũng như chào anh Hiệp. Bữa nay nói hay vậy ta. Cũng cảm ơn các bạn đã subscribe cho channel của Eric và Let's Kick It. Thì mới được có 1,000 thôi, đủ rồi, không cần nhiều nữa. Đủ rồi, đừng có subscribe nữa, không cần nữa đâu. Sóc hàng. Hôm nay mình có 3 trận phải không anh Thế? Yes. Hôm nay yes. Ok, sau khi ngày hôm một ngày thứ ba có 2 trận thì ngày thứ tư, thứ năm trở về sau, trở về cho tới thứ bảy thì cũng có 3 trận lại. Ok, rồi trận đầu là trận Slovenia and Serbia. Lúc đó Eric còn đang là ngủ. Ok, này cũng dạng yêu đá banh phong trà. Xin lỗi là Eric không có coi trận đó. Thì mình biết chắc chắn là người bạn của mình là anh Mai Thi Thế. Anh thức từ 4-5 giờ sáng để anh chờ trực anh ra, anh đi coi cái trận đó. Xin mời anh Thế để nói thêm chút xíu về cái trận lúc 6 giờ sáng này. Thì chương trình của ngày hôm qua thì Mai Thi Thế cũng vẫn chọn một đội banh mà nghĩ rằng là một đội banh mà là dưới cơ, nhưng để lại ấn tượng ở trận banh khi mà Slovenia đã thi đấu là đội tuyển Đan Mạch ở trận đầu tiên. Thì Mai Thi Thế vẫn thích những đội cửa dưới, những đội yếu hơn, nhưng mà họ thi đấu một cách cống hiến, thi đấu một cách khoa học, và họ biết mình biết ta, biết đâu là thế mạnh của mình và đâu là cái yếu mà để cho những gì mà huấn luyện viên ông đưa ra đấu pháp nó phù hợp với một trận đấu mà huấn luyện viên và tổ huấn luyện toan tính để có lợi thế cho cái trận kế tiếp. Một trận banh mà đội Slovenia bị đánh giá là đội cửa dưới, nhưng một hiệp đấu đầu tiên thì vẫn cho thấy rằng một Slovenia thi đấu rất hay, và những gì họ đã thể hiện ở trận Đan Mạch ở trận lượt trận đầu tiên thì họ cũng đã để lại một dấu ấn rất hay, và rất tiếc rằng là họ không bảo toàn được chiến thắng của mình ngay ở những cái giây cuối cùng. Và mọi người cho thấy rằng là trong bóng đá, ở những giây phút cuối cùng vẫn đem lại cho mọi người giới thưởng ngọn có những cái bất ngờ, những cái thú vị mà chỉ riêng ở cái bộ môn bóng đá ngày nay. Sau những phút bù giờ kéo dài thì đó là có những bàn thắng mà đã đem lại cho kẻ cười người khóc, phải không Daniel? Được, chính xác luôn. Phải nói là phút 95 cái game của Slovenia và Serbia là cộng 6 phút. Phút 95 thì tiền đạo Luka Jovic, đây là một tiền đạo cũng khá là nổi tiếng, nếu quý vị có theo dõi bóng đá châu Âu thì cũng biết là anh là đã có thời gian thi đấu ở Real Madrid, mặc dù là không có thành công
Nhưng mà anh cũng đã có một khoảng thời gian thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng gia Real Madrid và anh lại là người ghi bàn gỡ hòa cho Serbia. Nó là một trận rất là thú vị hết cho Serbia. Như hôm qua em có nói với anh Thế là Tadic trở lại, nhưng mà lại không ngờ là sự trở lại của Tadic lại, theo em là em xem cái trận ngày hôm nay thì lại làm cho cái lối chơi của Serbia nó lại thiếu thanh thoát hơn so là cái trận đầu không có anh. Tadic trở lại nên cái kèo từ nửa trái banh lên 3/4 trái banh, mà mới thi đấu khoảng 10-15 phút thì kèo nó tuột xuống chỉ còn lại là 1/4 trái banh, thì cho thấy rằng cái cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi một cách chóng mặt. Khi mà một đội bóng cửa trên mà để tuột nửa trái banh rất nhiều thì là những cái gì diễn biến trong trận đấu thì nó đã phản ảnh lên, thì mình có những cái mà để có cơ sở căn cứ vào cái diễn biến của trận đấu. Có nhiều người thấy như thế, nhiều người thích đội Serbia thì cứ nghĩ là ok, vô như bài trả lợi khi mà họ đã lời được, nhưng mà thực ra đội Slovenia thi đấu rất hay và cái đường phản công của Slovenia cho thấy rằng họ là một đội bóng nhỏ nhưng vẫn cho thấy những cái đường tấn công biên và cái sự hiểu ý, cái sự di chuyển của các cầu thủ hiện nay ở trong bóng đá, khi mà các bài miếng mà họ những gì họ đã phô diễn trên sân mà họ thi đấu thánh thoát hơn trong một ngày mà khi họ triển khai tấn công, khi các chân sút chủ lực của họ mà trong một ngày mà có duyên thì là bàn thắng đến với họ thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thì cái trận đấu này kết thúc hòa thì rất là đáng tiếc cho Slovenia và đồng thời cũng làm cho cái cục diện của cái bảng C này nó cũng sẽ khó đoán hơn. Bởi vì cả bốn đội đều có điểm thì lượt trận cuối thì cũng chưa chắc chắn được là trận nào đội nào sẽ vào hoặc là đội nào sẽ bị loại. Vui là có những lúc mà lượt trận thứ nhì thì đã biết có đội đã về nước rồi, nhưng mà tới giờ này thì chưa ngã ngủ, chưa có bản nào là có chắc chắn rồi vào trong thì đã có rồi và vào trong rồi, nhưng mà ăn thua theo cái thứ tự của cái bảng xếp hạng trong cái group của mình thôi. Nhưng mà vẫn cho thấy rằng cái trận banh mà mọi người cứ nghĩ rằng không phải là brand name, không phải là hàng hiệu thi đấu, mọi người hơi có vẻ như là thôi chọn cho mình có một giấc ngủ ngon, chẳng hạn như giống người mà điều khiển máy ở bên kia họ chọn cho mình một giấc ngủ ngon thì cũng nói thì với anh thế, ngược lại là cái trận banh đó là rất là đúng không? Dạ thôi, cũng thông cảm cho Eric là Eric về mấy cái hình ảnh edit phim và hình ảnh thì Eric làm hơi khuya, làm rất là khuya. Thì mình có nói phải không? Dạ, con nói mình rất là khuya thôi, nhưng mà làm khuya nhưng mà dậy 6 giờ sáng game thì ít nhất mình cũng phải dậy là lúc ít nhất là 5 giờ sáng để tắm rửa rồi mới chạy ra ngoài đó coi. Thì cũng thông cảm, thì những cái trận 6 giờ là em nhìn cho đại ca Thế. Huy thì cho 2 giờ một con thì bữa, chắc cũng quên đi ha. Bữa nay thì lúc mà từ nhà ra thì có một người anh xin ảnh gọi trước, thì lúc đó thì mình cũng trên đường ra rồi, nhưng mà freeway 57 bị accident. Trời, không hiểu tại sao gần 9 chiếc xe mà nó hút vào nhau thì tấp vô lề hết, thì ngay lúc đó mình phải ra trễ. Thì hẹn là ra ngồi phở 86 ăn, làm tô phở nóng, rồi ra kế bên là cà phê 1995 thì họ mở cửa để họ chào đón mọi người yêu thể thao vào xem. Thì lúc đó mình ra chở, nhưng mà có coi trên phone, thì nói thiệt, coi trên phone hay coi ở nhà cái không khí nó không thế nào đi ra được. Nói thiệt, cỡ mà cho dù Eric thì mà có nằm xem đi, nó thấy đội mình thích vô đi, nó thì không nhấp la. nằm xem không có la thì la ban đêm tối hôm qua rồi chứ sáng la anh Thế. Thôi chịu thôi. Thôi trận thứ nhì, thôi anh em mình
Em với anh Thế chắc ra ngoài uống cà phê đi ha. Thôi, để cho mình xin lỗi. Mình Danny Huy Lê tâm sự một mình với fan của England. Xin mời. Tâm sư. Xin mời anh Danny Huy Lê. Thì phải nói là nếu mà thời gian mà show này mà 1-2 tiếng chắc em cũng ngồi em kể chuyện tuyển Anh cho quý vị khán giả nghe 1-2 tiếng luôn á, bởi vì quá nhiều điều để nói. Phải nói là quá nhiều thứ. Như hôm qua, bởi vì nếu mọi người có theo dõi chương trình với anh em của Let's Kick ấy, thì Danny cũng đã nói rồi, rất là lo lắng một cái trận hòa là hoàn toàn có thể xảy ra, mặc dù tuyển Anh là chấp tới nửa trái banh, 1/4 nửa trái banh, nhưng mà không, khi mà vừa nhìn cái lịch lấy cái đội hình ra sân thấy vẫn là số 8 Trent Alexander-Arnold đã ở cái vị trí double pivot bên cạnh với Declan Rice, là lại thấy một bầu trời xám xịt, phải nói là đúng nghĩa là xám xịt luôn. Nhưng ngay từ đầu thì chúng ta cũng đều biết là Southgate là một huấn luyện viên rất bảo thủ, và cái theo em là một fan của tiếng Anh thì từ cái mùa giải đầu tiên ông cầm, là cái mùa giải lớn đầu tiên là World Cup 2018 cho đến Euro 2021 và World Cup 2022, thì cái hay duy nhất mà em thấy ở huấn luyện viên Southgate là ông đã tạo ra được một cái không khí phòng thay đồ có lẽ là đoàn kết nhất của nước Anh từ trước tới giờ, bởi vì các cầu thủ luôn luôn có vẻ là rất là vui khi mà được về dự tuyển tuyển Anh thi đấu, chứ không có giống như hồi xưa chúng ta thấy cái sự cạnh tranh giữa top 6, big 6 giữa Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham này nọ, các cầu thủ gần như rất là cạnh tranh và rất là ghét nhau. Sau này từ câu lạc bộ mà ra sau này về hưu rồi, các cầu thủ mà lên phỏng vấn thì có một số cầu thủ nói thẳng luôn, như là Gerrard có nói thẳng luôn là rất là ghét khi mà phải thi đấu chung với Beckham, hoặc là rất là ghét khi mà phải thi đấu chung với Rooney. Thì như vậy thì làm sao mà tạo được một cái anh nói thẳng luôn, mà anh trả lời phỏng vấn thẳng luôn. Và kể cả bên phía Manchester United thì Ferdinand cũng cảm thấy lúc nào cũng là Ferdinand Fosco nè. Họ nói là khi mà họ lên tuyển là họ ngồi ăn chung với nhau, chứ không có ngồi trách xa nhau ra. Thì cái hay của Southgate theo em là đã tạo ra một cái bầu không khí nó đoàn kết hơn, và có vẻ cảm giác là các cầu thủ nó thi đấu gắn kết hơn, ít nhất là cho đến trước cái mùa Euro này. Tại vì cái mùa Euro này lại một lần nữa một cái hình ảnh rất là quen thuộc trên giấy tờ là đội hình toàn sao, mà vô thi đấu là cứ mạnh ai nấy đá, chạy lung tung hết, không có một sự gắn kết nào, đúng không? Hai trận rồi, trận thứ hai đâu mà cũng y chang như trận đầu tiên, mà ông giữ cái đội hình y nguyên như trận đầu tiên đã không thành công rồi, mà đá trận thứ hai vẫn giữ y nguyên như vậy luôn, quá bảo thủ. Danny Huy vừa nói thì xin mượn cái câu của ông bà mình nói là mấy đời cầu thủ mà thương nhau bao giờ. Thì hồi trước không phải ở riêng gì đội tuyển Anh, nhưng mà có một số nước khi mà tại vì họ câu lạc bộ, mà câu lạc bộ là cái nơi mà tạo ra tiếng tăm cho họ, là cái nơi mà trả lương nuôi dưỡng họ, thì họ thi đấu vì câu lạc bộ trước, họ thi đấu thành công câu lạc bộ thì mới được một suất ở trên tuyển. Nên có những cầu thủ khi mà vào sân thì họ thi đấu rất là máu lửa, từ những cái va chạm trên sân. Thì ngày nay có nhiều cầu thủ thì xong game rồi thì thôi, nhưng mà có nhiều cầu thủ lúc trước cái tôi của họ với lại cái ảnh hưởng của truyền thông, nên họ đôi khi họ không có thích nhau. Thì lên đội tuyển mà không có ngồi chung mâm hay là bằng mặt không bằng lòng, cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn xảy ra. Ngay cả không phải riêng gì những đội bóng lớn mà những đội bóng nhỏ cũng vẫn vậy. Thì Danny Huy vừa mới nói là thấy cái đội hình thì làm thấy mới nhớ rằng là có một em ở ngoài bóng đá phủi bô sa của mình, thì thấy cái đội hình đó là coi như nếu mà gặp em đó là em nói là thâu rầu đó, thâu rầu. Thì chắc em rất nhiều sẽ biết thâu rầu là ai. Thâu rầu là hùng, là một người em mà có cái nhìn về cái trận đấu, hay là có những cái dự đoán rất hay, mà ngay cả nói nhiều cái mà nó hơi vô lý chút xíu mà có kết quả nó lại hoàn toàn đúng. Thì là hôm giờ là Mai Thi Thế cũng tính kiếm Hùng đó để lên để nói chương trình giúp vui, nhưng mà cũng chưa kiếm ra, mà chắc có lẽ là sau khi cái phong trào bóng đá ở địa phương này nó dần nó đi xuống
thì là những cái cầu thủ trẻ mà ngày nay này, thì họ cũng vì cơm áo gạo tiền nên họ không còn đam mê như trước nữa. Thì chắc có lẽ nơi đây thì thấy cũng cảm ơn Beckham Huỳnh với lại Thông. Thông lúc trước là thi đấu cho Đà Nẵng, thì hai em mặc dù cái phong trào ở đây đã xuống nhưng mà các hai em vẫn tìm tòi những cái viên ngọc thô của bóng đá của người Việt của mình, đào tạo và đưa các em thi đấu ở các giải của Mỹ. Thì hy vọng một ngày nào đó thì phong trào sẽ trở lại như xưa và các em trẻ đó có việc thi đấu để cho mọi người xem. Thì chắc có lẽ trong cái chương trình này mà nói như thế, nhưng mà chúng tôi vẫn thích, vẫn yêu thương, vẫn quý trọng cái sự cống hiến của Quỳnh là cái người đi trước, Thông là cái người đi trước mà vẫn yêu các em trẻ, đào tạo huấn luyện cho các em. Thì một lần nữa cho thấy rằng trong bóng đá thì nếu mà cái lớp cầu thủ mà đã thành danh rồi và cái thế hệ sau nó không có một cái sự tiếp nối, hay là nó những cầu thủ đó khi mà thi đấu các lạc đàn Anh không có hòa nhập thì rất khó cho đem một rất khó cho một đội bóng mà cho dù nổi tiếng để thành công được. Tại vì cái lứa mà chuyển giao thế hệ, hai thế hệ rất là quan trọng. Các huấn luyện viên tài ba thì ông dựa vào những cái cầu thủ mà lão làng, thì ông cấy vào đó, ông xây dựng vào đó, là ông đưa các cầu thủ trẻ vào để thi đấu có một thời gian, có khoảng thời gian họ thi đấu nhịp nhàng, thì mà một đội banh mà đội tuyển quốc gia mới thành công được. Tại vì không giống như câu lạc bộ là họ có thời gian tập mỗi ngày, thời gian mà họ ăn chung với nhau rồi ở chung với nhau một chỗ, họ rất hiểu nhau. Ở nhưng mà ở cấp đội tuyển quốc gia họ không có như vậy. Khi mà thời gian về hội quân thì là rất ngắn, hoặc thời gian về hội quân không đủ để cho họ có đủ thời gian mà để hiểu nhau. Nên những gì Danny Huy nói là hoàn toàn có cơ sở, là khi một đội tuyển Anh huấn luyện viên có trong tay các cầu thủ tài ba như vậy, nhưng mà làm sao ông có thể sử dụng hay là đưa các cầu thủ đó vào đúng vị trí sở trường của mình, hay làm sao mà ông tạo cho các cầu thủ đó đúng thi đấu đúng vị trí sở trường là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, họ có một mối liên kết, chẳng hạn như là quý vị có thấy rằng Bellingham mặc dù thi đấu thành công ở Real Madrid khi anh chuyển qua từ Dortmund qua, nhưng mà ở một cái hai trận đấu vừa rồi, mặc dù trận đầu tiên Bellingham ghi bàn, nhưng mà đối với Man City vẫn chưa thấy rằng anh về cái mình nói hơi quá, nhưng mà cái sự ích kỷ của Bellingham trong cái trận đấu ngày hôm nay cho thấy anh ôm bóng quá nhiều. Thay vì những cái đường bóng mà anh vừa khống chế được hay là anh nhận đường bóng thì anh bật, anh di chuyển, nó vẫn hay hơn là anh ôm bóng để qua một người. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng ngày nay bóng đá, cho dù là đội Đan Mạch là cái đội mà đánh lá cửa dưới, nhưng mà các tuyển thủ của Đan Mạch là thi đấu chinh chiến. Cứ nhìn thử vào đội Đan Mạch sẽ biết, có bao giờ mà đội nào ăn đội Đan Mạch hay gặp đội Đan Mạch mà nghĩ rằng là có một trận đấu dễ dàng? Chưa bao giờ. Đội tuyển Đan Mạch là có thể rằng là mọi người ví von như là chú lính chì, thì rất là chì, thi đấu rất khó. Trong một cái ngày mà mặc dù là đội tuyển Anh đã dẫn trước một bàn, nhưng mà đó không phải là một đường phối hợp đẹp, nhưng mà đó là sự chủ quan của hậu vệ biên của đội Đan Mạch. Khi mà anh chỉ nhìn vào trong, anh quan sát Saka thì lại là Walker lòn ngồi sau lên thì mất cái bóng đó, mà lại banh lại là đập chân ra mà ngay vị trí của Cam, thì anh chỉ đập lòng vào. Mà chính Cam ngày hôm nay nếu mà một trận thua, Cam sẽ là tội đồ. Khi quý vị quan sát kỹ chút xíu là Cam là cái người mà phá cái bóng rất là hớ hên. Nếu mà cái bóng đó mà anh phá chuẩn xác chút xíu là bóng sẽ lên khoảng nửa sân, nhưng mà không ngờ anh phá bóng bị thành một đường chuyền, một đường banh quá đẹp. Một cái cú sút quá đẹp mà nếu mà không bán nhẹ vào thì có lẽ rằng là bóng sẽ đập vào cái mé cột sau, nhưng mà bóng hơi đổi biến chút xíu. Thì quý vị vừa thấy rằng là quả bóng ở trên này năm nay họ design rất là khác. Tại vì năm nay cái shape mà họ bên cạnh những cái đường vàng, đường viền, thì họ có những cái lỗ thủng vào giống như là trái bóng của bóng golf vậy đó, Danny Huy.
những cái đường như vậy thì nó tạo quỹ đạo bay rất khó chịu. Khi mình thấy bóng cứ cong ra hay bóng bóng nó khi mà họ sút mà đúng cái lực của họ, bóng rất khó chịu. Nên ngày nay mà new technology thì là làm cho cái giải đá banh nó không những nó vừa đẹp vừa hay mà phải vừa thú vị. Thì chắc có lẽ rằng là đội của Danny Huy thì một trận huề không thỏa mãn cho người xem, nhưng mà biết đâu được là đối với ông sao gây đội của tôi có thể đá xấu nhưng mà đội của tôi đã vào vòng trong, chính xác phải không Huy? 4 điểm trên tinh thần là 90%, nhưng mà tại vì cái bảng này là Slovenia đang có 2 điểm. Thì nếu trận cuối mà Slovenia thắng tuyển Anh thì Slovenia sẽ có 5 điểm, và Đan Mạch thì cũng đang có 2 điểm. Nếu mà trận cuối họ thắng đội Serbia thì họ cũng có 5 điểm, thì tại tuyển Anh lại trở thành là đứng hạng 3. Đúng, thì 4 điểm thì vẫn sẽ vào, nhưng mà nếu mà đứng hạng 3 thì nó lại quá đứng hạng 3, cái hạng 3 gặp những cái đội mạnh nó lại quá đó. Đội hạng 3, 4 đội hạng 3 có thành tích tốt sẽ gặp các đội mạnh. Dạ đúng. Dẫn đầu 4 điểm thì 90% là sẽ vào. Nhưng mà trở lại, em muốn trở lại một chút xíu về cái trận tuyển Anh này, thì phải nói là huấn luyện viên Southgate, cái đáng chê trách của ông á là nếu quý vị mà theo dõi cái buổi phỏng vấn sau trận đấu kìa, thì quý vị sẽ cảm thấy rất là bực mình. Nếu quý vị là nếu quý vị là một fan tuyển Anh, ông nói rằng tại sao hôm nay ông sử dụng Arnold. Nguyên văn câu nói của ông: đây vẫn là một sự thử nghiệm, bởi vì chúng tôi không có một sự thay thế, ông gọi là natural, sự thay thế tự nhiên cho vị trí của Calvin Phillips. Là làm sao nguyên một cái giải ngoại hạng Anh mà không có một người thay thế cho Calvin Phillips để phải dùng một hậu vệ phải vào đá cái vị trí của Calvin Phillips, một cái câu nói mà dường như là giống như là đẩy sập hết tất cả những cái kể cả những cái tài năng của những cầu thủ trẻ của đứng Anh luôn. Không, khi chúng ta thấy Cole Palmer là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Chelsea ở mùa này vẫn ngồi dự bị chưa thi đấu một phút nào luôn. Kobbie Mainoo phải nói là một ngôi sao sáng nhất của Manchester United mùa bóng này. Kobbie Mainoo hoàn toàn có thể đá vị trí của Trent Arnold. Và cách thứ hai chúng ta có thể thấy là Cole Palmer có thể đá cao hơn và để cho Bellingham và Rice đá double pivot với nhau. Mà cái từ mà Southgate dùng phải nói là theo em là không chấp nhận được. Tại sao phải thay Calvin Phillips trong khi cả mà nếu mà nhìn rộng ra nữa toàn luôn ngoại hạng Anh, không lẽ không có một tiền vệ trụ nào người Anh nếu mà có thể chám vào Calvin Phillips? Ngoài vấn đề chút xíu, thì như ông này là ông có thể được trả tiền cao nhất phải không Huy? Dạ đúng không? Thêm một cái điều đáng nói nữa, trong mùa bóng Euro này, huấn luyện viên Southgate là huấn luyện viên được trả lương mỗi năm cao nhất với cái tiền lương là 4.9 triệu Euro một năm. So với cái người đứng thứ nhì là huấn luyện viên Deschamps của Pháp. Tại vì Huy biết sao không? Trong khi ổng lại chưa có một cái thành công nào hết. Tại vì đến giờ này ổng vẫn mạnh miệng là ổng là một huấn luyện viên duy nhất mà trong thời gian vừa qua ổng đưa đội tuyển Anh đến một thứ hạng cao nhất. Đội tuyển Anh mặc dù là không lên đỉnh nhưng mà vẫn là đứng vào vòng bảng trong gì. Tại vì đội tuyển Anh, mọi người cứ nghĩ rằng đội tuyển Anh là mạnh, các cầu thủ hay, nhưng mà họ quên rằng là cái giải Premier của nước Anh là cái giải mà họ bỏ tiền ra rất nhiều để họ muốn các huấn luyện viên hay. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cầu thủ mà ở cái vị trí quan trọng số 10, những cầu thủ vị trí dẫn dắt cho lối chơi của toàn đội, đó là những cầu thủ mà của nước khác chứ không phải là nước Anh. Cái đó là cái điều mà mọi người từ xưa giờ ai cũng thấy. Và các cầu thủ Anh thì thường bị đẩy giá lên. Các cầu thủ Anh là tại sao các cầu thủ Anh luôn luôn tỏ sáng khi mà trong câu lạc bộ của họ là có những cầu thủ hay. Mà cầu thủ hay nên nhớ, cầu thủ hay dẫn dắt lối chơi của đội tuyển của câu lạc bộ chưa chắc gì là phải một cầu thủ của Anh, là một cầu thủ như các khác. Rồi các huấn luyện viên, mà đem về cho sự thành công, đem về cho mọi người đều thích cái giải bóng đá của ngoại hạng Anh, giải bóng đá mà mọi người cứ nghĩ rằng là giải bóng đá là hay nhất hành tinh, nhưng mà thiệt ra đó là chẳng hạn như họ bỏ ông muốn huấn luyện viên Pep về, huấn luyện viên Arteta về. Trong thời gian qua, hai mùa vừa rồi Arteta quá hay,
mặc dù Arteta là lính của Pep hay là huấn luyện viên Jurgen Klopp, đó là những người tài ba nhưng mà không phải là đến từ Anh. Và các cầu thủ ở trong, nếu mà quý vị thấy rằng là cầu thủ hay nhất Premier vừa rồi đó là Phil Foden, thì nếu không có một De Bruyne, không có một Pep, thì chưa chắc gì mà cầu thủ Phil Foden anh đã tỏ sáng câu lạc bộ như vậy. Nhưng mà vào đội tuyển Anh thì anh là bị giẫm chân. Nếu mà một bàn thắng mà bật cột ra mà Phil Foden đó là một bàn thắng, thì anh giải tỏa tâm lý, anh thi đấu rất là khởi sắc. Nhưng mà vẫn một lần nữa vẫn cho thấy rằng đội tuyển Anh đó là những gì mà những người ta đánh giá, đó là người ta chỉ tung hô đội tuyển Anh lên do báo chí mà thôi. Nhưng mà thực lực theo anh thấy là hai cái trận đấu vừa rồi, cái lỗi của Southgate có nhiều không? Theo em là cái lỗi của Southgate rất là nhiều. Đối với anh thì Southgate vẫn chưa phải là có lỗi. Chưa có lỗi. Đó, Southgate không phải là có lỗi. Nếu em nói Southgate mà có lỗi thì là ông có thể là ông không có ông vận hành cái bộ máy nó không có trơn tru thôi. Chứ tới giờ này Southgate làm sao mà nói là có lỗi? Em yêu đội tuyển Anh quá nói Southgate có lỗi, nhưng mà công bằng mà nói là Southgate hoàn toàn không có lỗi, tại vì đội tuyển Anh vẫn chưa có một cái trận thua nào, đội tuyển Anh vẫn cầm chắc và xuất sao. Nhưng mà cái của ông là ông lên ông nói rằng đội tuyển Anh bây giờ cũng vẫn đang thử nghiệm, thì cái đó là chắc có lẽ là trong cái lúc nào đó cái ông dùng cái từ ngữ nó hơi ấy, nhưng mà thử nghiệm thì thử nghiệm những trận giao hữu, nhưng là cái gì chứ thử nghiệm đi vô đá một cái trận, kể cả những bình luận viên của nước Anh như là Gary Neville hay là một số chương trình của Wayne Rooney thì cũng nói là họ sẽ không bao giờ xếp Arnold đá ở cái vị trí đó trong những cái trận cầu mà có mang tính chất quyết định, hoặc là gặp những cái đối thủ mà rất là ngang cơ, ít nhất như là Đan Mạch. Họ có thể sử dụng, tại vì Gary Neville và Wayne Rooney hay là Roy Keane hay là những bình luận viên, một số người cũng đã từng là huấn luyện viên, và đối với họ là họ không thể nào sử dụng Arnold trong những trận cầu như vậy, bởi vì Arnold không có một cái bản năng của một người tiền vệ. Và rõ ràng trận hôm nay nữa, một lần nữa luôn, anh không thoát pressing được. Nói chung là anh vẫn rất mất bóng rất nhiều, rồi, rất là lạ. Và không biết tại sao. Và cuối cùng vẫn phải thay thôi, vẫn phải tới phút sáu mấy là thay rồi, hôm nay là thay sớm hơn. Thì đó, vẫn đang thử nghiệm được phút sáu mấy ra. Nhưng mà tại sao lại thử nghiệm là trận thứ hai rồi. Ok, đội em yêu, đội em thích thì em được. Mong là ông coach của England. Nhưng mà thấy menu. Khi mà menu vô, bay thấy nghĩ ra anh nuôi vô mà đá hơi lợp bên trái chút xíu, rồi Rice hơi đá lợp bên phải chút xíu. Rice cũng ngày hôm nay đá quá tệ luôn. Rice quá tệ, nói chung là ngày hôm nay những gì mà mọi người đang kỳ vọng một đội tuyển Anh thì là một trận cầu mà thấy rằng cửa trên nhỉnh hơn. Nhưng mà Đan Mạch hay hơn, hoàn toàn xứng đáng với một chiến thắng. Xứng đáng. Hôm nay gọi là brand name, hôm nay coi như là thất vọng anh thấy. Brand or brand name thì đây. còn một brand name nữa mà. Từ đây nha. Đội tuyển Anh không phải là đội bóng mà Marite thích lắm, nhưng mà cứ ai ập gì đội tuyển Anh sẽ bố cho. Tin đi. Nhưng mà em nếu mà trận sau mà vẫn start Arnold ở vị trí đó thì em không có hy vọng nào cho tuyển Anh, em nói thiệt. Em không hy vọng là quyền của em. Đúng. Em không hy vọng là quyền của em, nhưng mà sắp người là quyền của mình đương sang đấy. Đúng không? Đúng, chính xác. Nhưng mà ổng là lúc nào cũng an toàn, mặc dù ok, những đường lên bóng không thánh thoát, Saka thi đấu rất hay. Ngay cái biên phải, khi mà Saka vẫn là một cầu thủ mà ông yêu thích, thì cái hành lang bên phải, tiền vệ tấn công thì Saka chắc chắn là có một suất rồi. Nhưng mà mình vẫn tiếc là Bellingham, anh nên thi đấu vì đồng đội chút xíu. Nhưng có cảm giác là Bellingham với Foden bị hoán chuyển vị trí, giẫm chân nhau rất nhiều, nhưng mà cả hai đều không có phát huy được cái tài năng. Không hiểu tại sao mình thấy Bellingham anh giữ bóng nhiều quá, anh cứ mỗi lần anh giữ bóng là anh cứ cố qua người để làm cái gì. Ngày nay mà cứ ban bật di chuyển tạo chỗ trống thì cho thấy mình hiệu quả hơn. Bellingham vẫn cho thấy rằng anh không phải là một cầu thủ số 10. Chưa. Bellingham vẫn chưa cho mọi người thấy là anh là số 10. Em nghĩ đó em cũng vậy, em nghĩ là Foden đã số 10 hay hơn.
Bellingham đá Southampton vị trí số 10 không hoàn toàn không hay, nên chắc có lẽ rằng nếu mà ai đó có chút xíu gì quan hệ với lại Southgate thì có thể nhắc ông giùm. Nhưng mà ông nói chứ anh vẫn đang thử nghiệm, các em cứ có thời gian mà chờ anh đi. Ok, Danny Huile, ok with English chưa? Chưa, đúng rồi, có thể nói 2 tiếng. Nói 2 tiếng. Nói chung là nói rất ít. Nhưng mà thật sự là như hôm qua em đã có nói là hôm nay em hoàn toàn là dự đoán một tỷ số hòa. Đối với em tỷ số hòa ngày hôm nay thì nó không có gì là bất ngờ. Nhưng mà em vẫn rất bất ngờ với cái cách mà Southgate quá bảo thủ, mặc dù có thể thấy là ai cũng thấy cái vấn đề nằm ở đâu. Nhưng mà ổng vẫn quyết định chọn cái lối đá đó và vẫn tiếp tục phải thay đổi ở giữa chừng và vẫn không mang lại hiệu quả, thì tạo ra một cái cảm giác rất là khó chịu cho người xem, kể cả các cầu thủ luôn. Các cầu thủ như Harry Kane hay là Kyle Walker trả lời phỏng vấn sau trận đấu thì tất cả cầu thủ đều có nói là chúng tôi cũng đang cảm thấy là nó không đúng hướng, nhưng mà chúng tôi vẫn đang nhất bản. Đang đúng hướng mà. Họ nói là họ cảm thấy không đúng hướng. Mặc dù chúng tôi đang nhất bản nhưng họ cảm thấy là họ không đúng hướng là quyền. Bây giờ hướng thì cái đó quyền của họ. Hướng của họ là đang đi về vòng tranh rồi. Em chỉ đang khốt lại nguyên văn những cái trả lời phỏng vấn. Bây giờ anh hỏi đi. Thỏa mãn. Làm sao thỏa mãn hết cảm ơn anh. Ok, mục tiêu của tôi là tới ngay chỗ đó. Có thể là tôi đến nhanh hơn, tôi đến bằng cái tốc độ nhanh hơn hay là đẹp hơn, nhưng mà okay, hy vọng là tôi chậm tôi vẫn đến. Hy vọng có một điều thần kỳ chứ em không không có tin tưởng. Ok rồi. Dạ. Ok, em được quyền. Ok, em là fan ủng hộ. Em vẫn ủng hộ thôi. Đúng rồi. Tuyển Anh đá anh sẽ ủng hộ, nhưng okay, mà anh cũng anh cũng thích cái sự chung thủy của em, là em cũng đội tuyển Anh như vậy mà em vẫn ủng hộ. Nhưng mà vẫn có ai đó là cũng ủng hộ nhưng mà không dám bận áo vào. Ok, nếu nói về không có dám mặc áo dài thì thôi mình nói chuyện là trận kế tiếp đi. Ok, đó thì đang mình đang nhắc cho Eric Hiệp nói về trận kế tiếp. Trận kế tiếp là trận 12 giờ Spain and Italia hả? Yeah. Quá hay. 1-0 thôi, nhẹ nhàng đấy. Rồi không, mình không dám mà, nhưng mà mình để cái bên mà. Ok, nhưng mà cảm thấy hôm nay Ý đá cũng thôi. Ý đá sao? Nói Ý đá sao? Nó ẹ. Không, đừng. Có thể là Ý không hay, Ý thua. Ok, tôi thua mà các anh nói gì thì nói thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng là đây là một trận đấu mà tốc độ chóng mặt. Nếu mà quý vị xem một trận đấu mà chắc có lẽ là sức khỏe không tốt mà nội mà cứ bóng lên xuống là mình thấy bóng lên xuống là mình đã mệt rồi. Hai trận rồi, trận nào có Tây Ban Nha cũng y chang. Một trận đấu là tính tới thời điểm hiện tại là đội trận đấu quá hay, cống hiến, nhưng mà một lần nữa cho thấy đội tuyển Tây Ban Nha họ thi đấu cầm bóng nhiều hơn, nhưng mà đội tuyển Ý ở một cái thế trận ở vòng bảng thì đội tuyển Ý có thể rằng họ không thành công, nhưng mà biết đâu được nếu mà gặp lại vòng trong. Mà thế nghĩ rằng là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không giỏi như dễ dàng vậy nha. Tây Ban Nha ngày hôm nay cái họ thăng hoa với lại cái đôi cánh của họ. Yeah. Hai cầu thủ trẻ thi đấu quá hay. Tất cả các cầu thủ của đội Tây Ban Nha thi đấu hay thì mình không nói rồi, nhưng mà hai cầu thủ trẻ ở một cái đấu trường mà phải nói là chỉ dành cho những cầu thủ đẳng cấp, tâm lý thi đấu của đôi cánh của đội Tây Ban Nha vẫn ổn định, vẫn hay. Ngày nay mà các cầu thủ trẻ mà đi tới cái sân chơi lớn á, thì chắc có lẽ là họ hơi có cái kiểu mà hơi là mới, hơi có cảm thấy là tâm lý họ không có giống như họ chơi câu lạc bộ. Nhưng mà cho thấy rằng đội Tây Ban Nha cái lứa cầu thủ trẻ vẫn thi đấu xuất chúng,
Thiệt ra là đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu hai biên rất hay, quá tuyệt vời. Đó, đó là một cái em xin lỗi nên thế em phải em đá nhẹ qua lại chút xíu. Đó là cái mà tại sao mà em rất là phải nói là ấm ức luôn á. Okay. Em nhìn qua anh phải không? Em lại chờ lại anh chút xíu thôi, chút xíu thôi. Dạ, xin lỗi nha, tại vì anh thấy đó, tại sao một tuyển quốc gia như Tây Ban Nha có thể sẵn sàng sử dụng một cầu thủ 16 tuổi như Yama. Đá hai trận liên tục, chưa kể ở dưới Pedri quá trẻ. Mà đặc biệt luôn là quý vị đã thấy Pedri đã tỏa sáng không phải là ở mùa này mà đã mùa World Cup trước rồi, kể cả Euro trước là Pedri đã đá ở cái mà. Tuổi đó yeah. Ở cái tuổi đó đá mà giống như bị bắt đến với đấu trường quốc tế, em nhớ là đá như vậy là thiên tài. Cái mùa Pedri là đá mà bị đá từ bắt từ đá từ Olympic mà giờ tuyển quốc gia đá luôn. Hay quá. Thì tại sao tuyển Anh lại không sẵn sàng sử dụng những cầu thủ như là Eze hay là Cole Palmer hay là kể cả Kobe Menu? Đó là em Palmer, rất là nhìn Palmer tiếc quá hả? Quá tiếc. Nhìn Palmer mà thi đấu thành công ở Chelsea quá hay. Rất là điềm tĩnh. Không được một phút nào mà mắng bàn nữa anh, em cảm thấy là quan trọng là cái duyên. Yeah. Nhưng mà huấn luyện viên rồi kể cả Eze của Crystal Palace hôm nay thì được vào sân tại vì nó quá bế tắc đi. Yeah. Và hôm nay phải Oli Watkins của anh Thế cũng được vào. Watkins cũng vào thì cũng nhưng mà cũng vẫn là Watkins. Yeah. Bowen cũng vẫn vào. Đó thì đó như em nói đó là mình nhìn sang một cái người hàng xóm Tây Ban Nha đó. Thì cảm giác đó là tại sao mà cái lạ của chương trình mình là như vậy. Chương trình của anh em chúng tôi không theo một cái phiên bản, không theo một cái format nào. Đúng. Chúng tôi có thể là chia sẻ những cái sự hiểu biết mà kém cỏi của anh em chúng tôi nhưng mà không ngoài mục đích là đem lại quý vị có một cái nhìn khác hơn về một cái giải đấu mà mọi người trông chờ. Có thể là 2 năm có một giải lớn nhưng mà một cái giải Euro thì 4 năm. Có thể là 3 năm trước là bị dịch thi đấu tại vì anh em chúng tôi ngồi ở đây, anh em chúng tôi có thời gian nhiều hơn là các chương trình mà ở trên TV. Tại vì TV thì chỉ là ngắn gọn trong vòng một khoảng thời gian nào đó thôi. Nên chắc có lẽ anh em chúng tôi sẽ xin phép quý vị là những cái sự hiểu biết kém cỏi này cũng chỉ là mua vui thôi. Dạ, cũng chỉ là ý kiến cá nhân mà có chỗ để chia sẻ với quý vị. Nếu quý vị thích thì quý vị những gì đồng ý, những gì em vui. Xem ở trong trận đấu rồi em có quyền ra đây gặp Eric thì. Đi à? Đúng, chính xác. Nói chung là chương trình Let's Kick It của chúng em ở đây á unscripted. Just call là unscripted, là không có bài vở. Không có bài vở gì hết. Tụi em chỉ tới đây là để sao? Tụi em là chỉ đến đây nói chung là để vui. Tại vì vui, tụi em không phải nhìn Fenter để đọc tin. Tụi em không phải viết ra những cái gì hay là cái gì. Nói chung là tụi em chỉ là những cái hiểu biết mà nó nằm ở trong cái kiến thức nhỏ hẹp của tụi em thôi. Chẳng hạn như là ở show đầu tiên khi mà Nguyễn Hoàng Long bận khoác trên người cái áo của đội tuyển Đan Mạch thì là Nguyễn Hoàng Long cũng tri ân hay là cũng có một chút xíu gì đó về Ericsson mà để trong lòng, nhưng khi chỉ vừa nhắc đến thì là mọi cảm xúc nó tuôn trào khóc òa. Khóc ra nước mắt luôn. Nếu mà quý vị không tin, quý vị coi là cái episode số 1 đó, Hoàng Buffon, trời ơi, nó khóc dã man luôn. Hoàng là một cái người rất là tình cảm. Dạ, tình cảm luôn luôn sống vì mọi người. Ở Bosa này mà nếu mà ai mà anh em cầu thủ hay là những người khác cần sự giúp đỡ hoạn nạn là Hoàng là cái người luôn luôn là biết là đứng ra kêu gọi mọi người. Chương trình rất nhớ Hoàng nha Hoàng. Thì Hoàng cứ ghé sớm lại đi chứ. Hoàng thì ở rất xa, ở dưới Irvine mà chạy lên đây thì biết mà phi quay 405 kẹt xe lắm. Yeah. Rồi lúc phải lo cho vợ con này nọ, chương trình rất là nhớ. Với lại chút xíu nữa nói cho Hoàng chút xíu là tại vì anh Hoàng nhiều khi anh có chạy Uber. Anh Hoàng bút con chạy Uber. Anh nếu Hoàng mà, nếu mà các bạn nào muốn ra phi trường thấy gì gọi anh Hoàng. Đúng rồi. Dạ. Mọi người cần về vấn đề mà transportation chẳng hạn. Đưa đón thì là cứ gọi là 1-800 Hoàng Buffon. Ok. Dù sao thì tóm lại là Tây Ban Nha đá quá hay.
trong nhà là okay. Em thấy là sau hai vòng là trở lên là Tây Ban Nha đó hay. Ok thôi anh Thế. Tây Ban Nha đó hay nhưng mà cái người ủng hộ cũng được dạng phong trào. Oh, it's ok thôi. Nhưng thế nói thì tuyển Ý cũng rất là tuyển Ý hay chứ. Hay chứ. Đặc biệt đội tuyển, đội tuyển Tây Ban Nha có nhiều cơ hội nha. Đặc biệt thủ môn Donnarumma thì rất hay rồi. Đội tuyển Ý cầm bóng nhiều nhưng mà hơn, em cảm giác là tấn công nhiều hơn, sút nhiều hơn, nguy hiểm nhiều hơn. Đá ngoài không vô, hôm nay thì không có rõ rồi. Đá ngoài không vô thì cũng hên nhờ đội tuyển Ý giật mình cái đụng đầu gối vô vậy thôi mà. Cũng. Ồ và hơn hôm nay cũng như vậy thấy lại thêm một bàn phản lưới nhà. Ồ bữa giờ phản lưới nhà nhiều quá. Nhiều thiệt, bữa giờ phản lưới nhà quá giờ luôn. Từ đầu giải như giờ. Như Thế nói đó, những cái bài mà căng ngang bây giờ là rất bây là giờ, dễ. Quý vị, cứ căng ngang là sút xa, nhiều lúc bóng nó deflect. Hay là cứ anh em chúng tôi là hay nói chơi là cứ việc xuống dưới biên cứ căng ngang vào, căng bên mạnh vào thì băng à, không đụng băng này đụng khác, không đụng chân này cũng đụng khác, biết đâu được trong cái ngày mà nó hên. Trong lúc đã không hay thì biết đâu có may thì là nó đem tới một bàn thắng, cái đó là vẫn hơn. Thì một trận đấu mà chắc có lẽ mọi người từ trước đầu giải tới giờ thì coi quá sướng. Mặc dù đội tuyển Ý mọi người cứ nghĩ rằng là họ thi đấu phòng ngự. Nên nói Thế nói Ý hay á, nhưng mà Spain nó hay hơn chút xíu. Thì đúng, nó vừa hay vừa hên. Quan trọng là hên. Cái đội của anh hay. Hên thôi. Ok. Cứ đợi đấy. Mình trở lại ba lượt trận ngày mai đi. Ba trận ngày mai đi anh em. Rồi. Rồi mời Huy. Dạ mời Huy. Ngày mai thì chúng ta có 6 giờ là Portland với Ba Lan và Áo. Thì hai đội này cái trận đầu tiên thì có kết quả không như mong đợi. Nhưng mà ngày mai thì hình như theo chuyên gia thì Áo có một số lợi thế nhỉnh hơn chút xíu so với Ba Lan. Và bởi vì Áo thì trận gặp Pháp phải nói là Áo cũng đá khá tốt. Có một số cơ hội mà nếu mà Kanté mà không có trái banh mà không chạy về, mở hết tốc lực chạy về là Pháp cũng đã bị lủng trái banh đó rồi. Em nghĩ là chắc chắn sẽ vô đó nếu mà không có Kanté rồi. Cho nên Áo một trận thi đấu cũng khá là tốt. Và đặc biệt là Áo thì cũng có một chút connection với lại fan của Manchester United. Tại vì huấn luyện viên của Áo là có nửa mùa là cầm huấn luyện viên tạm quyền của Manchester United. Thì trong cái thời gian tạm quyền đó thì ông cũng đã lên báo chí và nói ra rất là nhiều cái vấn đề mà đến bây giờ thì các fan United chắc phải cũng phải công nhận là ông đã nói đúng. Và ông cũng là một người Đức thành công à. Dạ ông thì được gọi là cũng là giống với Van Gaal là thầy của thầy vậy đó. Ông là nếu mà nhắc tới huấn luyện viên này nhắc tới là chain pressing thì cả quý vị xem trận lại trận Áo với Pháp thì cũng thấy trận đó Áo pressing rất là tốt. Ok, nếu để trở lại chút xíu là Danny Huile là cũng là một fan cứng của MU, một trong hai người mà Eric biết. Còn người thứ hai nữa là đố anh Thế biết là ai đó. Ai? Fan cứng của MU mà mình biết, đố anh Thế là ai? Một người đó mà Mai Thi Thế rất nhớ nha. Đang ở xa. Một người đó là Mai Thi Thế đã làm chương trình rồi nha. Đã cùng chung với Mai Thi Thế làm chương trình rồi. Và anh cũng hứa hẹn làm chương trình chung, một cái chương trình show rất riêng. Giống như anh em mình nói gì mà anh ấy cũng đang vì tiếng gọi của con tim. Anh ấy con chim, đi. Chim. Anh ấy nói chung là lập nghiệp. Anh ấy đi lập nghiệp. Chắc có lẽ là bây giờ thì mình cũng chúc anh ấy nơi ấy bình yên, nơi ấy hạnh phúc thôi chứ sao bây giờ. Cái người đó mà mình mới nói là fan cứng thì có phải đang ở nơi xa phải không? Đúng không? Nhưng mà gửi lời chào đi. Gửi lời chào. Rồi, muốn nói tên không? Cho nói tên luôn. Người đó là ai anh Thế Huy? Người đó là một người bạn, một người đồng đội, thi đấu cũng rất hay. Và vừa rồi mình cũng có về, mình dự một cái ngày mà ra mắt
phim đầu tay. Bộ phim đầu tay anh ấy được xem anh ấy thi đấu ngay tại sân Thống Nhất. Còn bây giờ là anh là đá cũng đá mỗi tuần đá chứ? Hay à nha. Mình, hay à. Vinh Nam United đá, mình thấy 11 cầu thủ trên sân chắc cũng không ai qua bạn của mình. Thì đấu okay. Hay năng nổ. Thôi mình không được nói tên ha. Thôi. Ai muốn hiểu sao hiểu. Người, nếu mà người đó coi thì người đó biết là người đó sẽ nhưng mà luôn luôn chúc người đó thành công, hạnh phúc và thành công, lâu lâu cứ về thăm em là được. Lâu lâu về ra sân chạy không anh em chạy theo bở hơi tai. Ok. Trận thứ nhì là trận nhưng mà em chưa hỏi ý kiến anh Thế, vậy theo anh là Ba Lan với Áo, nhưng họ dự đoán như vậy thì Áo nhỉnh hơn chút xíu đúng không? Mình thì mình thấy Áo thì Áo nhỉnh hơn, nhỉnh hơn chút xíu, nhưng mà cái kinh nghiệm và cho thấy rằng mặc dù đội tuyển Ba Lan là đội tuyển đến với giải Euro kỳ này ở tâm thế là một đội tuyển đoạt chiếc vé vớt, nhưng mà kinh nghiệm ở đấu trường của châu Âu cũng như là World Cup, đội Ba Lan vẫn nhỉnh hơn đội tuyển Áo. Tôi thấy rằng đội tuyển Áo được đánh giá là cửa trên, nhưng mà Mai Thế nghĩ rằng không dễ dàng khi mà đội tuyển Áo được xếp là cửa trên. Đội tuyển Áo trong những năm qua đội tuyển Áo thi đấu rất là thành công, nhưng trước một Ba Lan mà đi thấy vẫn chọn là Ba Lan. Hay là có lẽ là vì Lewandowski vẫn chưa ra sân, em không biết là ngày mai Lewandowski có ra sân được chưa, tại vì trận đầu là ngồi dự bị nhưng mà không có đá luôn. Ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, một cầu thủ thành danh, một cầu thủ mà đến đây tới giờ thời điểm hiện tại vẫn là một trung phong số 1. Anh thi đấu càng ngày càng hay, và các cầu thủ mà khi vào bóng với anh là hoàn toàn e sợ, khi là người bạn đời của anh là một võ sĩ mà đã từng đại diện cho đội tuyển võ thuật của Ba Lan đi thi đấu, thì Lewandowski cho thấy rằng mặc dù tại vì tới anh bây giờ là vẫn anh bị chấn thương thức, đúng không, anh biết bị chấn là có thương đá luôn, không biết vẫn đá là ngày mai. Chắc có thể rằng ở cái trận cuối cùng biết đâu được ngày mai, thì tùy theo tiến triển một cái bài để mà giấu bài của huấn luyện viên, giấu cái gì ngày mai còn cái gì mà giấu. Nói là giấu ý em là họ giấu, chưa có thông báo chính giấu thức cái gì là giấu cái quần què gì nữa, không biết là em có cái gì để giấu. Bây giờ anh hỏi em có cái gì để giấu. Dạ không, ý em là phỏng vấn trước trận đấu thì huấn luyện viên Ba Lan vẫn nói là không biết là ngày mai thì dĩ nhiên là hồi phục được không, thì ý nói chung là ai cũng được quyền chém gió thì đó, ngay cả anh em mình ở đây cũng chém gió. Ý em là huấn luyện viên hoàn toàn họ có những cái chém gió, hay là nhưng mà họ có những cái mà làm cho đối thủ có thể lệch lại cái sự suy nghĩ. Ý em là vậy, ý anh cũng vậy, nhưng mà ý huấn luyện viên cũng vậy, tại vì hoàn toàn họ có những cái phát biểu mà có thể là làm cho báo chí là đối phương không có tập trung vào, thì biết đâu được trong những lúc cần, lúc nào cần thì Lewandowski sẽ tỏ sáng, nhưng vẫn cho thấy rằng anh vẫn là linh hồn của đội tuyển Ba Lan. Khi mà có anh vào sân thì là các cầu thủ thi đấu nó tự tin hơn, cái đó là dĩ nhiên rồi. Giống như là mình đi tới một cái đám cưới nào mà mình gặp Eric Hiệp ở trong đó là mình thấy vui. Mình nói tự tin là có bạn mình trong đó thôi. Thì là ở trên sân cũng vậy. Đi quay mà có anh em là thấy yên tâm. Và nên mình thấy rằng là đội tuyển Ba Lan nên mặc dù là họ có bàn thắng trước đội tuyển Hà Lan, nhưng mà họ để đội tuyển Hà Lan thì quá mạnh. Không phải nói là quá mạnh, nhưng mà ở thời điểm hiện tại những thử nghiệm của ông Ronald Koeman rất là thành công. Và họ dựa vào cái lối chơi mà chắc chắn ở hàng phòng ngự ở vị trí tiền vệ giữa sân cho tới hàng phòng ngự thì quá chắc chắn. Mặc dù ở trên vẫn là một Memphis Depay, anh cũng chưa có thật sự là có duyên ghi bàn, mặc dù anh cũng rất là cố gắng,
Nhưng mà debate có một cái hay, debate có một cái hay giống như là Giroud của Pháp vậy đó. Lúc nào mà đội tuyển cần hay là những lúc mà gặp khó khăn thì debate sẽ luôn tỏ sáng. Thì một trận cầu mà Matite nghĩ rằng biết đâu được đội tuyển Ba Lan trong một trận đấu mà có thể nói rằng là sống còn. Tại vì một trận đấu này đội tuyển Ba Lan nếu không có điểm thì là họ phải về nước. Thì Lewandowski, nếu mà Lewandowski không có cơ hội vào sân thì các tuyển thủ mình sẽ thi đấu để có một điểm hay là có một cái trận đấu mà có lợi cho cái trận đấu thứ ba, để biết đâu được trận cuối cùng Lewandowski sẽ hoàn toàn bình phục hơn chút xíu thì là vào sân. Thì là thế nghĩ ngày mai là trận đấu này huề thì nó dễ hơn. Yeah. Em cũng nghĩ là cũng khá cân bằng, cũng giống như là cái cặp Scotland với Thụy Sĩ, mà cũng giống như là cái ghét nhất coi đá banh mà cứ què què hoài, một là thắng hai là thua, đúng rồi, đúng không, under over mà cứ què với nhất là cái kèo đi. Nhất là cái kèo mà chấm một trái đó, đúng hiệp. Yeah. Kèo chấm một trái coi cho đã, cá cho đã, cuối cùng tiền ai lấy về. Tỷ số ra một không tiền ai lấy về. Ok thôi, mình nhảy qua trận Netherlands and Pháp đi, France. Yeah. Trận còn lại của bảng đó luôn là Hà Lan Pháp. Phải coi rồi, trận này phải coi rồi. Gà. Không biết gà gáy ví như gì. Không biết gà gáy thì sao ha. Nhưng mà ngày mai là Mbappé sẽ đeo mặt nạ nha quý vị. Còn không biết quý vị mà chơi game online thường mà mặc thêm gì vô là được cộng điểm này nọ. Nghĩ sao? Không biết là Huy nghĩ sao? Eric Hiệp nghĩ sao khi mà Mbappé phải quá xui. Mình thấy là xui không? Cũng hơi, nhưng mà có một số cũng hơi cái gì? Cái tiền tình huống bỏ em cứ nói thoải mái đi, có xui không? Mbappé xui không? Em nói thoải mái. Ta cho mày nói đó Huy. Mbappé là hơi ẩu, chứ đáng lẽ phải vô ít nhất một trái trận vừa rồi, chứ xui là không đúng. Tại vì cái trình độ Mbappé mà thoát xuống mấy cái banh đó mà có một trái, quý vị xem lại trận gặp Áo có một trái coi thân thang luôn mà sút ra ngoài, em cũng thấy hơi lạ. Game gài thôi. Danny Huy chắc có lẽ là nếu quý vị tinh tế chút xíu thì quý vị sẽ thấy Danny Huy có cái những nhận xét rất là hay mà là rất là riêng, mà trước đây Mari Thế đã vô tình mà đã thấy Danny Huy nói chuyện với lại một người anh lúc trước cũng đá banh ở Việt Nam chung, làm chung chương trình với Huy. Huy có những cái tham khảo hay là những cái đánh giá mà nghĩ rằng là rất cần thiết cho một người khi mà làm chương trình hay là bình luận hay nói chuyện về bóng đá. Em có đá banh không? Có, em có đá với anh mấy lần rồi. Okay. Tại đá dở quá nha, anh quên đó. Em có đá banh. Nhưng mà quý vị nên nhớ nha, có những người đá banh nhưng mà họ có cái nhìn, họ có kiến thức đôi khi cũng chưa chắc gì đã hơn những người mà không có đá banh. Quý vị Mai Thế nghĩ rằng quý vị không quên ông huấn luyện viên Bilardo của Argentina. Mặc dù ông không phải là, có nhiều người không phải là cầu thủ chuyên nghiệp, có nhiều người chỉ chơi dạng phong trào, nhưng mà cái kiến thức, cái đầu óc của họ, họ làm việc, họ cầm một đội bóng hay là cái chiến thuật ở trong đầu của họ, tự nhiên họ có. Ở đâu xa anh biết một ví dụ nào điển hình Mourinho. Như thế nào? Mourinho, chính xác. Anh hiểu em nói gì. Anh có thể là người khác không hiểu anh lắm, nhưng mà sao chỉ mấy ngày làm chương trình anh rất hiểu em. Em thì rất là thích quý vị mà chơi với Danny là em rất là thích về thông số sau trận đấu, về những cái thống kê rất là hay. Anh em chúng tôi không phải là ngồi đây nói chuyện ngồi cái kiến thức mình có được, mà cũng chúng tôi, anh em chúng tôi cũng update những cái dự kiện, những cái con số để cho có thể là nói cho một khách nó chi tiết hơn, nó cập nhật hơn. Nên Mai Thế nghĩ rằng là chương trình á, thì là chương trình nó cũng là giúp vui, nhưng mà những gì mà anh em chúng tôi nói trong chương trình đó là hoàn toàn nói một cách chủ quan là cũng có thể đúng và có cơ sở. Nên
một trận đấu mà trận đấu mà đội tuyển Pháp có Mbappe đã có những cú bứt tốc mà đã loại trung vệ ra sau lưng. Chạy. Nhìn Mbappe chạy quý vị, em sợ luôn. Nếu quý vị nhớ rằng trong một trận chung kết mà cái duyên làm bàn Mbappe ghi 4 bàn nha. Ghi 4 bàn mà vẫn không lên ngôi. Một trận bánh mà anh thi đấu rất hay. Mà nếu mà ở bàn thắng mà một mình một gôn Mbappe mà ghi bàn thì là cái sự hưng phấn của Mbappe nó sẽ khác hơn khi mà anh đã không có duyên, không làm bàn đó thì là cái nó như là pressure nó đặt nặng lên anh, mà anh là khi mà anh bị tâm lý nó bị đè nặng thì anh cố gắng anh tìm bàn, mặc dù là anh là cái người mà đã từ ở vị trí biên trái mà anh di chuyển qua biên phải có cú lật bóng lên mà để cho hậu vệ của đối phương đỡ bóng vào bóng phản lưới nhà. Nhưng mà không phải là một Mbappe mà mọi người mong đợi. Thì một cái ngày mà anh quá xui thì khi anh cố gắng anh để ghi bàn thì là anh bị accident. Nhưng chiếc mặt nạ đó rất khó, nó sẽ cản trở rất nhiều Phạm Huy. Chắc có lẽ là anh Hiệp cũng đã từng ra sân mà chỉ cần quắn trên đầu hay là một cái bando hay là một cái gì mình thi đấu thì nó đã khác rồi. Nên mà sẽ nghĩ rằng hy vọng là cái chiếc mặt nạ mà để che cái mũi của Mbappe sẽ không làm khó Mbappe. Và một trận đấu mà đội tuyển Pháp và đội tuyển Hà Lan thì mọi người rất là chờ đợi về cái một trận đấu mà của hai tên tuổi, một trận đấu mà của hai quốc gia họ có nhiều duyên nợ với nhau, một trận đấu mà mọi người nghĩ rằng trận đấu của đội tuyển Ý và đội tuyển Tây Ban Nha của ngày hôm nay đó là một trận đầu cầu đỉnh cao ở vòng loại, là trận đấu Pháp và đội tuyển Hà Lan vẫn là một trận đấu mà mọi người cũng trông chờ và đầy hứa hẹn. Hy vọng có nhiều bàn thắng hơn là trận Ý với Tây Ban Nha. Rồi thí dụ Mbappe đeo mặt nạ vậy á, trước khi không có đeo á, điểm nó như vậy. Và sau khi có tin là phải đeo mặt nạ, điểm có khác gì không anh Thế? Dĩ nhiên là đội tuyển Pháp sẽ được đánh giá nhỉnh hơn đội tuyển Hà Lan là cái đó là cái chắc rồi. Tại vì cái lực lượng, nhưng mà là ứng cử viên số 1. Chắc có lẽ là cái đội tuyển Hà Lan vẫn cái niềm kiêu hãnh của họ, mà họ không bao giờ muốn một cái đội nào mà hơn họ. Khi mà một đội bóng mà có thành tích và là cái nơi mà đã tên tuổi của những huyền thoại, chẳng hạn như Johan Cruyff là một cái người mà nói về bóng đá, mặc dù là vua không ngai, mọi người ví von đặt, hay là đội tuyển Hà Lan đã vào chung kết nhưng mà vẫn không có lên ngôi, thì biết đâu được ông huấn luyện viên Ronald Koeman đó là một trong những là huyền thoại của bóng đá Hà Lan, cùng với Rijkaard Gullit, Van Basten đăng chiếc cúp vô địch năm 1988, thắng đội Liên Xô lúc đó là 2-0. Mặc dù là Matthijs đã nói ở chương trình trước là mặc dù ở vòng ngoài họ đã thua, nhưng mà trong một trận đấu mà có tính quyết định thì là đôi khi những suy nghĩ hay là những cái bài miếng của mình đã thi đấu trước đây thì họ nghĩ họ sẽ áp dụng lại, nhưng biết đâu được họ hoàn toàn phá sản trước một cái đội bóng mà họ đã nghiên cứu rất kỹ. Thì có thể rằng là một trận đấu ở ngoài vòng loại mà khi hai đội đã có 3 điểm thì cũng không phải là một trận đấu mà cái mang tính chất quyết định gì lắm. Thôi nếu mà thắng không được thì cố gắng hồi một điểm, để có một điểm để hai đội cùng vào. Ok, chúng ta cùng vào vòng trong, rồi hẹn ở lượt trận cuối hay những lượt trận then chốt thì chúng ta sẽ thi đấu, đúng không Huy? Yeah. Ngày mai Hiệp thấy Eric thấy Pháp sẽ thắng vào trái à? Pháp thắng trái hả? Ừ. Ai muốn cá độ với Hiệp không? Đang mờ. Ai muốn cá độ okay. Thì cứ mở cứ liên lạc với ngày nay mà anh được quyền đá banh nên nhớ nha Eric. Nói chơi rồi đây, chơi đây. Eric yes ơi. Sir, yes sir, yes sir. Eric là yes, sir. Nhớ nha, mình cũng là cầu thủ. Yes. Thì là đá banh bằng chân. Yeah. Không phải đá banh bằng cái sự suy nghĩ hay là cái sự đá bằng miệng đúng không? Đúng. Không phải đá banh bằng miệng. Ok. Anh có thể đấu võ, ok, võ bằng miệng, chứ mình không dám nói bằng cái từ anh có thể đấu võ, nhưng mà khi ra, ok, đá banh mà đá bằng chân. Đội tuyển Pháp tới thời điểm hiện tại, những gì mà đội tuyển Pháp đã
thể hiện thì vẫn không không dễ dàng. That's true. Thôi. Yeah. Em thì nghĩ em là chỉ hy vọng ngày mai sẽ là một trận cầu nhiều bàn thắng, trở trận Hà Lan với Pháp. Hy vọng là sẽ tỷ số sẽ từ 2-2 trở lên. Nhìn em là từ 2-2 trở lên. Nhìn em là biết thích kèo trên rồi. Thích ok rồi. Nói chứ đi xem đá bóng nhiều bàn thắng hay là khi thi đấu tưng bừng nó sướng. Nó vẫn vui. Tại vì quý vị có thấy rằng các chú bác hồi kia họ chỉ vui khi có bàn thắng, nhưng mà có nhiều nơi đó thì ngày nay biết mà cái like thì like, yeah, like thì ai cũng có hết trơn, yeah. Cầm trên cái phone cái nó vừa mắc like một cái nhiều lúc cái yeah. Reo hò lên làm cái cảm giác của những người xem nó bị chi phối đi, nên có nhiều chỗ mình thấy đôi khi người ta cũng biết nhưng mà người ta lịch sự chút xíu thì vẫn biết rằng ok nơi public mà cái quyền là quyền của bạn, nhưng mà đôi khi mình cũng dành cho những người lớn tuổi, những người xung quanh mình cái sự tôn trọng. Nên Mai Thi Thế thấy rằng đi xem đá bóng là để vui, để chia sẻ, nên Mai Thi Thế rất thích xem với lại các chú, các anh, các bạn để mình vui vẻ, rồi xong ra đó thì mình được quyền mình hò vui cười nói, chứ bên nhà có được bao giờ, bên nhà không bao giờ có được cái cảm giác đó. Thôi không nói đâu, là mình nhớ cảnh mình ở nhà quá vậy. Thôi bây giờ mình out đi ha. Được chưa? Còn gì nữa không? Mày hứa trận Ukraine với lại Ukraine là mình đã nói trước rồi phải không? Ukraine. Bây giờ mình nói nếu mà mình nếu mà mình nếu mình bỏ qua trận Ukraine với lại Slovakia thì đó chắc có lẽ là một thiếu sót. Một thiếu sót khi những gì Slovakia đã thể hiện ở cái trận đầu tiên, chính xác không? Dạ đúng. Yeah. Slovakia cái trận đầu tiên rất là bất ngờ. Và Ukraine thì cũng thua một cách bất ngờ luôn. Cả hai đội đều có một cái màn trình diễn phải nói là hơi trái ngược với cái sự mong đợi của người hâm mộ nói chung thôi. Nhưng mà theo em thì Slovakia ngày mai hoàn toàn có thể sử dụng cái lợi thế là cái tâm lý. Em theo em là tâm lý của đội Ukraine đang không có được tốt để mà có thể tạo một cái bất ngờ. Cái đó là trận lúc 6 giờ sáng dạ. Đúng không? Dạ, nãy mình có nói chưa? Chưa nói, nãy mình vô mình nói hai kia luôn. Không sao đâu, có thể mình quên nhưng mà có lẽ là trận đó không phải là trận cầu tâm điểm phải không? Dạ. Mình cứ tập trung vào trận cầu tâm điểm trước. Nhưng mà Ukraine mà, trong khi đất nước của họ đang chiến tranh, tất cả mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng, ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, ai có cái gì là để bảo vệ đất nước của mình, thì họ thi đấu vì danh dự quốc gia. Cái hình ảnh mà họ khi mà họ hát quốc kỳ, họ khoác cái lá cờ lên, khoác trên người cái lá cờ, hình ảnh rất là xúc động. Nhưng mà Mai Thi Thế hơi ngạc nhiên là khi hai cầu thủ chủ lực mà Yaremchuk là Yamolenko không được thi đấu thì ở ra đội hình xuất phát thì thấy rằng cái sự kinh nghiệm, cái sự dẫn dắt hay là những người mà truyền cái cảm hứng cho đội Ukraine khi mà đội Ukraine đã bị có ở cửa là ở cửa dưới, khi tìm bàn thắng thì các cầu thủ này vào thì đã trễ rồi, thì chắc có lẽ ngày mai đội Ukraine phải thi đấu làm sao để có một kết quả có lợi ở lượt để cho lượt trận thứ ba mà đội Ukraine có một vị trí ở trong bảng của mình, có thể cạnh tranh không phải vị trí gì bảng khi họ đã bất lợi để thua trận đầu tiên, nhưng mà biết đâu được một trận hòa một trận thắng thì vẫn đưa Ukraine vào vòng trong. Tại tới nhiều này tới lúc này thì cả thế giới khi nếu mà Ukraine mà vào vòng trong thì mọi người cũng đều rất thích phải không Huy? Dạ đúng. Và một cái bảng này thì đặc biệt ở cái bảng này thì nó lại cũng rất là bất ngờ khi mà Bỉ thì để thua Slovakia, Ukraine thì để thua Romania, đó là hai cái đội kèo trên ở cái trận đầu tiên lại thua luôn cả hai đội kèo dưới. Thì một cái bảng rất là khó để mà nhận định cho cái vòng này. Cái vòng này theo em thấy nó còn quan trọng hơn cái vòng cuối nữa, bởi vì những cái đội mà thắng thua gặp nhau hết là đều khác điểm chứ không thể nào mà toan tính gì nữa hết.
cả 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 hai Ukraine và Mỹ là không thể nào mà toan tính gì cho luật của họ, bắt buộc phải thắng thôi. Tại vì có lẽ là đối với Mỹ, một trận thua ở lượt trận đầu tiên chắc có lẽ là cũng không phải là một thảm họa. Nhưng niềm kiêu hãnh của những con quỷ đỏ chắc có lẽ bị tổn thương. Khi nhưng mà họ cũng không ngờ Romania có thể đá hay như vậy, nhưng mà trận tiếp theo là ngoài ngày tiếp theo là Mỹ gặp Romania thì cũng hơi mệt đó. Không ngờ Romania đá hay như vậy khi mà Romania ăn Ukraine và họ đã thua đội tuyển Slovakia. Trong những lúc mà nỗ lực bàn thắng thì nỗ lực để tìm bàn thắng thì hai bàn thắng của đội tuyển Mỹ đã bị công nghệ VAR đã lấy lại. Thì mọi người cứ nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ không có còn cái cảm xúc khi xem đá bóng nữa. Nhưng mà quý vị có biết rằng ngày nay có thể những người cứ nghĩ rằng game gài hay là được set up thế này nọ, nhưng mà ở ngày nay khi mà cái tính khi mà fair play, cái tính công bằng, fair play là bóng đá đẹp, bóng đá công bằng được tôn vinh, thì những cái đó nếu mà anh ở bên đội này thì anh nghĩ là không không có đứng hợp cho đội này, thì ở bên đội kia thì nghĩ làm sao. Nên mình đã vào cuộc chơi thì chấp nhận vậy thôi. Khó là khó chung, dễ thì dễ chung. Luật đưa ra thì đã có sẵn rồi, mọi người cứ thi hành mà thôi. Ok, tóm tắt ngày hôm nay mình ok, xong. Bây giờ cũng nói nhắc lại chút xíu, đây là những ý kiến riêng tư của anh em chúng tôi thôi. Nhiều khi có đúng và cũng có sai. Thì nếu mà cũng giống như là nếu mà có nói đúng á, thì cũng ok, mà sai thì chịu thôi. Exactly. Không sao. We here just Sam for you guys to hear. Right. Nói chung là so, những người xem chương trình của mình là những người bạn, những người thân, những người mà luôn luôn ủng hộ mình. Và mình chỉ nói về ở khía cạnh chủ quan thôi, cái nhìn nhận rất riêng của mình. Thì vẫn không có thêm, gì thêm nhiều góc nhìn khác, nói chung đa chiều cho quý vị khán giả, cũng như một số thông tin, một số thống kê nhiều lúc quý vị chưa biết. Nhiều lúc quý vị không yêu bóng đá mấy, nhưng mà nghe tụi tôi nghe anh em chúng tôi nói chuyện thì biết đâu quý vị sẽ yêu bóng, yêu bóng hơn, đúng không? Yêu bóng đá. Ok anh Thế, có vài lời cảm ơn những mạnh thường quân của mình đi ha. Chắc có lẽ Mai Thi Thế cũng vẫn không quên. Mai Thi Thế đợi cuối chương trình để nói, cho nhiều lúc đầu chương trình Mai Thi Thế đã nói rồi, cuối chương trình và giữa chương trình Mai Thi Thế cũng vẫn không quên cảm ơn các mạnh thường quân, đặc biệt là Nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor, đã luôn luôn tài trợ cho Mai Thi Thế nói riêng và chương trình, những chương trình Mai Thi Thế làm nói chung trong nhiều năm qua. Thì luôn luôn chúc mọi người, riêng Nam và gia đình luôn luôn sức khỏe và rất thành công trong cuộc sống, cũng như là quý vị luôn luôn có sức khỏe. Nếu quý vị nào có dậy sớm thì luôn luôn chuẩn bị cho mình có một giấc ngủ tốt trước khi đi ra, trời ngồi kia thì cũng rất lạnh. Quý vị có xem những trận sớm thì quý vị lựa những nơi có chẳng hạn như heat, hay là những nơi ấm, hay là khoác áo ấm vào, để cho quý vị luôn giữ cho mình có một sức khỏe. Tại vì mới có chưa tới một tuần, nhưng mà thấy là nhiều chú, nhiều anh là đã đến với cuộc chơi nó hơi trễ chút xíu. Nên quý vị Mai Thi Thế và anh em trong ekip làm việc của Let Kick It Cinema Studio luôn luôn chúc quý vị luôn sức khỏe và chuẩn bị cho mình có một cái sức khỏe thật là tuyệt vời để đi đến cái trận chung kết vào ngày 14 tháng 7. Huy. Dạ, một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình cùng với anh em trong Let's Kick It.
Chúc quý vị tiếp tục có những giờ phút thư giãn, một cái Euro thật là vui, và những cái đội mà mình yêu thích sẽ tiếp tục chiến thắng. Cảm ơn.